Xin mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi quay các tàu cao tốc xuất bến cảng Rạch Giá nha các bạn. Thì hiện tại có chiếc Ngọc Thành đang cập cảng nha. Còn chiếc Super Đông thì đang dê ra nha. Ra một chiếc vô nha. Này đi Hồ Sơn Nam Du nha các bạn. Super Đông 4 nha. Rồi hiện tại có hai chiếc đang đua vô nè các bạn. Chiếc Super Đông đua với chiếc Everest ha. Wow, nhìn rất là đẹp ha. Hình như là chiếc Everest đang chạy trước nha các bạn. Chiếc chạy song song luôn ha. Đang chạy tuốt ngoài biển các bạn, rất là xa nha các bạn. Wow, hai chiếc chạy sát bên luôn. Quá dữ rồi, hai chiếc đang đua. Rồi chiếc Super Đông hình như muốn núp gió chiếc Everest hết các bạn. Chạy không lại rồi. Chiếc tàu đỏ chạy quá dữ rồi. Chiếc tàu đỏ bỏ chiếc Super Đông hơi xa nha các bạn.
tới bờ rồi đó các bạn. Chiếc cặp bến luôn nha các bạn. Chiếc tàu đỏ cặp vô rồi nè. Rất là nhanh ha. Đang vô nè các bạn. Đang đẩy cái lái sát vô ha. Superdong sẽ đậu bên cảng này, chắc cảng cái nhà chờ số 1 nha các bạn. Còn chiếc Everest thì đậu bên nhà chờ số 3 ha. Hai thằng nha các bạn. Đây chiếc Everest đỏ chạy ga nè. Bây giờ thì có một chiếc đang chạy vô nha. Chiếc này đi Hòn Tre nè các bạn. Chiếc hồi nãy mình quay nè. Đây có mấy anh em đi đánh cá nha. Cái máy này rất cũng máy 6 rồi các bạn. Máy khủng nha. Đây, chiếc vỏ lãi nhỏ.
đang lướt sóng nha. Wow, sóng nó đập kìa. Rồi chiếc tà đỏ rồi đây. Đây có chiếc tàu kéo khá là bự ha các bạn. Chiếc Everest này chở khách từ Phú Quốc về Gạch Giá nha. Tàu màu đỏ trắng nha. Chiếc này dài 33m nha các bạn. Ngang 9,5m nha. Chở khoảng 300 hành khách nha. Đang chạy vô với tốc độ khá là nhanh. Hai thân trẻ nước nè, rất là đẹp luôn. Bắt đầu vô tới cái ổng vàm rồi nha các bạn. Rồi bắt đầu cập bến nha. Rồi đã cập sát bến này các bạn. Giờ bắt đầu các hành khách đi lên nha.